nhà đi ra muộn trước chơi đây. Giờ mình đi lên xe VinFast mình đi cho biết. Đây có hẹn hò này à? Không. Lắm à? Đây là em sầm à. Thank you sir. Không đâu rồi. Không đi không? VinFast 8. Đèn đẹp chứ. Chữ logo VinFast thì là một chữ V nha. V tượng trưng cho VinFast hay là Việt Nam luôn. À. Đây có camera 360. Rồi, vô xe nha. Can you sit in the back with you? Ngon lành không? Là mua vé cả nhà đi quay. Ngon lành không? Bên lì xe 2. Rộng rãi thoải mái, sau ngồi 4 người được. Cửa sổ trời. Giao trên phòng luôn. Phòng nằm ngắn ngắn lại đó. Hầu như phòng quay thoải mái. Cái này quay tiện ha. Yeah. Xoay rồi sướng luôn, không cầm cái điện thoại quay quay. Xoay lại góc nó, cầm cái này quay góc nó rộng hơn. Góc nó rộng hơn. Tay mình ngắn quay góc không rộng, nó gần mặt quá đúng không? Đây có anh bạn Jim bên Mỹ mới về. Hello Jim. What's up buddy? You doing good? Yeah. You about to head out? Yeah, we're gonna get some food. Okay, okay. Slept all day, man. Slept all day? Expecting you to come, man. I know. So where's Jim? Where's Jim the whole time? Rồi, cùng ngắm phố. Đây là nhà hàng của anh Lai nè. Hai mẹ con đi giống như hai chị em vậy á. Đây là tầng 66 của Landmark. Được cái view đẹp quá. See, nice view. Ngắm cả thành Sài Gòn luôn nè. Bên Lì lấy đồ ăn. Đây có thịt bò, thịt cừu và thịt heo quay. Ba loại thịt với bánh mì nha. Rồi đây các cô nè, ngồi xinh chưa? Để chụp nha. Hả? Ba cô bạn học người bé. À, để anh chụp hình nha. 1, 2. Ủa này đang quay. Mọi người có mong muốn khi mà mai mốt mình có khả năng để sắm cho mình một cái toilet giống vậy không? Đây, toilet nè.
Nhìn ra đường nè. Đó. Đây là tòa nhà 81 từng ở Việt Nam nè, tòa nhà cao nhất Việt Nam bây giờ. Thì sau lưng này là đường lộ highway đang chạy bên dưới. Đó, còn bên trên là toilet nè. Thấy không? Hiện tại không có ai cho nên mình quay cho mọi người xem. Bên này là chỗ tè tè. Đây là nhìn bên bên hông nè. Mình đang ở trên cái khách sạn. Và từ cái lobby khách sạn của Vinpearl mình đi lên trên cao nữa là lầu 66. Đây là cái nhà hàng nha. Quá đẹp luôn. Sau khi ăn uống xong là ra xe đầy bình nha. Mình có xe sẵn đây thì nó sướng, sạc pin đầy đủ rồi. Chỉ đi về thôi. Đây là cái chỗ sạc nè. Đó. Đây là đồ sạc của Vin. Chớp 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 chớp. Mà cái sạc này á là không phải sạc nào cũng sạc được đâu. Phải đúng của Vin mới sạc được. Và đúng với electric. Chứ còn cái dạng như là của cái hybrid lông sạc hôm trước thì là không được nha. Trên này thì đã có báo nè. Right there Bentley, it said 82%. Được 82% rồi nè. Ơi. Rồi cái vấn đề mà máy lạnh á thì có thể giải quyết bằng cái nút bấm điều hòa. Bấm lại từ đầu mình cái. Đây. Rồi bấm vô đó. Đây. Bấm vô cái đây là tắt điều hòa. Xong mở điều hòa lên. Xanh. Rồi lúc đó là mới mát nha. Không phải là lỗi của điều hòa đâu. Rồi ngắm Sài Gòn. Thank you.